chào các bạn, hiện nay chúng ta đang có mặt tại nhà máy của Honda ở Vĩnh Phúc để dự cái lễ xuất xưởng Honda CR-V 2020 mới với rất là nhiều những nâng cấp, và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình. Như vậy là chúng ta đã vừa chứng kiến lễ xuất xưởng chiếc xe CR-V 2020 đầu tiên của Honda Việt Nam tại Honda Vĩnh Phúc. Và trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới các bạn những thông tin tiếp theo về mẫu xe crossover 5+2 rất được ưa chuộng tại Việt Nam này. Xin chào và hẹn gặp lại.